Hỏi anh Thanh Tú, trong các cái buổi họp báo đã được công khai trên các phương tiện truyền thông, anh từng khẳng định rằng những cái năm mà 80 của thập niên trước ấy, Việt Tân được hậu thuẫn bởi rất nhiều lực lượng của Mỹ, bao gồm cả FBI, CIA, giới truyền thông và quân đội. Vì vậy, kiện họ vào thời điểm đó là một việc rất bất lợi cho anh. Nhưng theo chúng tôi được biết thì hệ thống hành pháp và tư pháp của Mỹ rất là độc lập với nhau. Họ theo tam quyền phân lập mà. Vậy trong thập niên 80 thì những cơ quan và thế lực nêu trên dùng những cách nào đó để chi phối quyết định tòa án. Tôi nói anh như vậy. Một phần anh nói có đúng là những cái việc ngày xưa đó. Anh nên nhớ trước khi mà nhà báo AC Thompson tới đến với tôi đã có hai người nhà báo khác tìm tới tôi, nhưng lúc đó tôi không bằng lòng. Tại vì lúc đó có CPJ rồi, nhưng tôi không bằng lòng. Là tại sao? Tại vì tôi đang ngồi đợi cái giờ gọi là bố tôi gọi là giờ chín mùi. Bố tôi nói là con phải để cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và quốc nội sống với Việt Tân để rồi họ thấy cái rõ bộ mặt của họ. Tôi để đó, đừng ra tay. Mà lúc bây giờ cái thập niên 80, sự thật là sự thật không giấu được. Tình báo Việt Nam, tình báo và FBI có nhúng tay vào đó. Nhúng tay vào cái giúp đỡ đó. Tôi biết là tại vì chính tôi, trước khi bố tôi nói chết, bố tôi dẫn tôi tới gặp những người tình báo. Và nói là sau này, mấy người tình báo gặp tôi, anh Đạm Phong, anh muốn chúng tôi là giúp anh cái gì? Thì bố tôi nhìn tôi chỉ muốn anh lo cho con tôi thôi, bảo vệ nó thôi, thôi cho không đòi hỏi gì nữa, những gì tôi cần anh giúp. Còn FBI đó, lúc đó họ đang điều tra thật, nhưng có bàn tay khác khuyến khích họ làm lơ, như là họ quên, lãng quên, bỗng nhân họ thức dậy bữa đã đêm đó, sáng đó họ quên. So, cái vụ kiện đó nó đi qua nghĩa là không, như là chưa bao giờ có cái chuyện đó, có thật, là tại vì tôi nắm vững những người đó. Một trong cái việc mà tôi muốn chia sẻ với cộng đồng Việt Nam hải ngoại và quốc nội đó là trong tay tôi nắm được những cái tài liệu mà không ai có. Là tại sao? Là vì sau lưng tôi có những ngày nay nó không phải như ngày khác. Ngày xưa họ quay lưng làm lơ với bố tôi, ngày nay họ quay lưng và làm lơ với băng đảng Việt Tân để cho tôi gọi là quậy. Tại họ biết rồi, họ biết tôi không có dừng lại được. Thành ra họ làm lơ rồi tôi muốn làm gì là Bộ Tư pháp, FBI làm việc cho Bộ Tư pháp. Thành ra những cái gì tôi cần, tôi đi thẳng tới Bộ Tư pháp, tôi không có đi qua FBI. Ví dụ như cái gọi là cái biên bản mà mấy chục năm nay không ai thấy được, nhưng luôn cả AC Thompson không nhận được. Họ nhận được, nhưng mà những cái tên họ bị chặn, họ gọi là họ quá cao là gì, họ bôi đi anh không thấy được, không thấy tên tuổi. Nhưng mà tôi thấy, là tại vì tôi có yêu cầu Bộ Tư pháp cho chia sẻ với những cơ quan đang làm việc. Anh nên nhớ là họ độc lập, anh nói đúng, mấy cơ quan độc lập họ không chia sẻ với nhau, chỉ khi nào có người yêu cầu và cái người đó có quyền thì họ mới cho máy được. Trong lúc này, nói cho nghe, không phải có quyền mà tôi cũng có một tí quyền thì tôi có dùng được, thành ra nó ấy. Nhưng mà ngày xưa có, họ quay lưng với bố tôi. Nhưng ngày nay tôi có nói chuyện với mấy dân biểu, và dân biểu họ biết tôi. Một trong những dân biểu mà có trách nhiệm về gọi là cái tiền, cái funding, cái budget, không biết tiếng Việt là gì. Cái budget, cái funding cũng như là cái quỹ đó, họ lập ra cái quỹ, họ cho như cái đài như là Voice America hay là OFA, Đại Á Châu Tự Do đấy. Thì một trong những cái việc họ yêu cầu tôi làm là: ông Tú, nếu tôi làm những cái việc như vậy, chẳng hạn như tôi đuổi những người này, xin ông đính chính để lấy lại cái danh dự cho những đài truyền hình này, phát tên này được không? Thì tôi trả lời như vậy. Bộ phận của tôi đó là tôi thông báo, tôi báo cáo cho các anh. Còn cái quyết định hay giải quyết là cái việc làm của các anh. Cái thứ hai, nếu mà tôi đồng lòng đính chính để rồi các anh lấy danh dự lại cho những cái đài này đó,
Có nghĩa là các anh biến tôi thành cái con cờ chính trị để các anh tiếp tục, tương lai tôi không biết là sao, tiếp tục đánh phá vào nước Việt Nam. Chuyện đó tôi không cho phép. Là tại vì hành trình của tôi là hành trình của người con đi tìm công lý, không có chính trị. Nên là tôi nói họ như vậy thì họ thấy. Tại vì ngày nay những người dân biểu đó họ biết cái đài OFA và cái đài, mấy cái đài của Mỹ là bị nát hết rồi. Cái danh dự mất hết rồi. Họ biết chính tôi đứng ra nói. Tại vì tôi đó phải đánh một người, tôi đánh vào thẳng vào quốc hội. Và mấy cái cơ quan của truyền thông của Mỹ đứng sau lưng tôi, họ thấy rõ rõ rồi. Họ rất sợ. Ngày xưa họ không bắt, tôi gọi điện thoại không ai trả lời. Ngày nay tôi gọi điện thoại họ trả lời liền. Thành ra đó là như vậy. Là tôi biết là họ khai thác những người ở quốc nội. Nhưng tôi cái việc đó tôi không chấp nhận được. Và tôi không cho phép bất cứ ai cả. Mày em. Dạ vâng. Tức là cái quỹ đó là để nuôi các cái đài, cái kênh truyền thông, các đài truyền thanh mà chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy. Khảo một người con muốn tìm sự thật và tìm công lý cho cha thì anh đã tỏ rõ quan điểm rất là thẳng thắn và cương quyết. Vâng, thưa anh Thanh Tú, vào thời điểm hiện nay, nếu thực sự muốn dung túng cho Việt Tân thì các cơ quan và thế lực nêu trên, tức là FBI và CIA ấy, có còn khả năng để chi phối quyết định của tòa án không ạ? À, có anh, nhưng mà anh làm việc cái gì như bố tôi nói ngày xưa nói, con làm việc với cái đầu, không có làm việc với cái tim. Tôi làm việc tôi phải có chiến thuật, chiến lược ra. Cái đầu tiên đó là tôi sẽ dựa, anh nên nhớ tôi đi song song, song song có nghĩa là dân sự và hình sự. Dân sự sẽ là cái cơ quan mà hướng dẫn cái hình sự vào trong đó. À, tại sao? Hình sự là của chính phủ là chủ, chính phủ chủ nghĩa là chủ động chỉ đạo và chi phối mọi việc cả. Mà dính líu với chính phủ rất là chậm, họ đi rất là chậm chạp. Tôi biết tại một có một lần tôi đi tới đó tôi thuyết trình một cái người gọi là prosecutor là gì ta? Công tố viên hay prosecutor công tố công. Ok, công tố viên thật. Thì cái người đó nói Tú, những cái việc mà anh làm, hỏi đó hỏi chúng tôi làm, tôi phải, mỗi việc anh làm tôi cần nhất phải có 10 chữ ký. Tôi nói 10 chữ ký mà lúc mà anh lấy được ký số 9 tôi không biết tôi còn sống hay không nữa. Thành ra cái dân sự nó cái dân sự là tôi tự chủ, có nghĩa là tôi sẽ chủ động chỉ đạo mọi việc, từ đó tôi sẽ chia sẻ và lại hình sự. Còn cái việc FBI là chúng tôi có làm việc nhưng mà tôi hướng về cái phía khác, tôi không chia sẻ với anh được, là những người quốc nội được, tại vì tôi không muốn băng đảng Việt Tân biết. Chúng tôi có nhiều cái gọi là rất là nhiều hy vọng. Ngày xưa tôi nhớ một cái họ đưa ra nhà văn, anh nên nhớ lúc bây giờ họ đưa ra nhà văn rồi, mấy nhà văn họ ra họ nói cái đường cái gì đầu đuôi chuột gì là đầu voi đuôi chuột. Dạ nói dạ đúng vậy. Xong xuôi họ nói là anh đi xuống cái hầm, anh đi không có cái đèn, cái tunnel, no light at the end of the tunnel. Tôi hiểu, tại vì anh lấy cái địa vị là anh Bảo Trâm, cái tiếng Việt và văn chương, anh là nhà thơ, anh hay hơn tôi là cái chuyện đương nhiên rồi. Tôi không chưa chắc là có khả năng mà chưa chắc là đáng để gọi là học trò của anh. Không, tôi là mẫu giáo hay là hơn mẫu giáo một tí. Nhưng mà họ dùng những cái văn chương đó để họ đè ép tôi biết. Mà cũng không sao, mù chữ nhưng mà mù chữ nhưng mà về tiếng Việt thôi. Cái văn chương họ dùng, nhưng mà tôi đi từ từ thì tôi thấy. Mà ngày nay đó, cái hầm tôi nó không có ánh sáng. Mà nó có, tôi không thấy cái ngọn đèn, họ nói rất đúng. Tôi thấy cái mặt trời, chứ không phải cái ngọn đèn. Tôi thấy có nhiều hy vọng. Mày. Dạ vâng, nhân như lúc đầu buổi trao đổi anh cứ nói là có gì thì dạy anh ít tiếng Việt luôn. Thế thì nhân tiện dạ, đúng rồi. Tự nhiên thực ra đầu voi đuôi chuột thì đầu và đuôi là những cái bộ phận đối lập của hai cái con vật, một con rất là to, con rất nhỏ. Hai con vật này cùng thuộc cái lớp thú đấy anh. Tại đầu đuôi là những phần cơ chế thể của một cái của con vật. Hai vật này nó đối lập nhau. Ý nói là gì? Là
sự việc nào đó khi hoặc là hành động nào đó lúc khởi đầu ấy thì vô cùng hoành tráng, to lớn, mạnh mẽ, mà sau đó cuối cùng thì bỏ bê cho người khác, thậm chí là không làm đến nơi đến chốn, vậy đầu voi đuôi chuột. Vâng. Dạ, tôi hy vọng là họ sẽ coi cái phỏng vấn này sẽ thấy những gì mà tôi kể lúc mà bố tôi, lúc tôi 10 tuổi, thì mỗi tôi sẽ học đại thất, thì họ sẽ hiểu cái quyết tâm của con người là bố tôi nói cái câu này, làm sao con giết người đã chết, người đã chết, không thể giết được người đã chết. Tôi nghĩ tôi hiểu cái ý bố tôi nói là tôi đã quyết tâm là một đủ thứ một cách ta phải kết liễu cái bằng đảng này. Dạ, bây giờ đầu voi đuôi chuột họ dùng nhiều cái văn chương tôi không hiểu anh chứ không. Thành ra anh dùng văn chương với người mù chữ mà anh dùng như vậy anh lỗ, tại vì tôi không hiểu anh nói gì cả. Vâng, anh nói một câu rất hay. Anh nói một câu rất hay, tôi sẽ dùng cái đó để đặt title, cái tiêu đề cho cái video này, tức là Nguyễn Thanh Tú này, tôi quyết tâm kết liễu cái băng đảng Việt Tân. Cái câu nói rất hay. Một câu hỏi nữa muốn hỏi anh là hiện nay anh đang phải đối mặt với những khó khăn lớn nào, và người Việt ở trong nước cũng như người Việt hải ngoại có thể làm gì để hỗ trợ anh với tư cách là những cá nhân độc lập? Tôi đó thì người quốc nội tôi tội nghiệp lắm anh, nhiều người liên lạc tôi muốn hộ về tài chính, chắc phải đến lúc tôi phải về tôi mở cái gọi là cái công, cái có phải gọi cái công không ta, gọi là cái ngân quỹ phải không, ở ngân hàng, có phải tôi nói dùng từ mở tài khoản ở ngân hàng, tài khoản ở ngân hàng đúng không anh? Chắc có phải mở, tại vì họ muốn liên lạc để gửi tiền của mà không biết cách, tại có nhiều người không có dùng cái gọi cái PayPal đấy, tôi không biết Việt Nam có dùng có PayPal có và ít người dùng, nó không phổ biến ạ. Thành ra họ khó muốn giúp tôi mình giúp không được. Cái mà khó khăn nhất của tôi đó không phải chiến thuật mà chiến lược, mà phải nói cho đúng ngay tài chính. Tại vì những cái vụ kiện này sắp sẽ rất là tốn. Mà nếu cái thất bại đó là không phải vì tôi bỏ hay là không có quyết tâm, nhưng mà phải chính nếu thất bại đó, tôi nói về thất bại về dân sự thôi, hình sự tôi vẫn tiếp tục, mà phải nói về tài chính. Nếu mà cái việc Vision mà tôi không biết anh được bao nhiêu người coi, thí dụ tôi nói ví dụ như anh 100 người mà mỗi người chỉ đóng góp, tôi nói là trước khi tôi nói cái đó thì tôi nói như vậy, cái việc tôi làm là không phải là cá nhân, về tại vì về cá nhân tôi đã thỏa mãn, tại vì tôi đã biết ai giết bố tôi rồi, tôi tha thứ họ rồi. Nhưng đây là tôi nghĩ là đại cục của chung, là tại sao tôi thấy rõ ràng cái kết thức mà cái phương pháp nghệ thuật của họ và cái cách mà họ dùng học thức của họ để họ khai thác mà những thành phần họ gọi là bần cổ nông, tôi thấy như vậy tôi không thể ngừng lại hoặc là làm lơ đi để cho họ tiếp tục những cái đó. Tôi sẽ dùng học thức của tôi, học thức đối học thức và chặn cái đó. Tại sao tôi nói là đại cục chung? Anh biết có biết bao nhiêu người vì vô tù mà tôi nhìn thấy những cái người đó, người thanh niên đó trẻ bao nhiêu người đó, tôi thương họ là tại vì họ không biết là họ là cái mồi của băng đảng Việt Tân, mà cái cách băng đảng Việt Tân họ dùng không có tình cảm. Đây là đâu phải những con người mà vô tù, tôi là con, tôi nói như vậy, cây thì phải có cội, nước thì phải có nguồn, tôi với anh ra sinh ra là phải có bố mẹ. Khi tôi vanh vào trong tù, anh nghĩ ai phải trả cái giá cao tột đỉnh đó? Bố mẹ mình, bà nội bà ngoại mình, gia đình, đại gia đình. Nhưng mà Việt Tân họ sẽ cắt đứt, họ bỏ rơi anh. Đây là những cái việc mà những người quốc nội không hiểu được. Cái chuyện mà họ dùng mấy người đó để hay khai thác vì cái gì cũng đồng tiền, rồi họ sẵn sàng cắt đứt bỏ rơi đi. Tôi thấy cái đó, tôi không biết cái barbaric tiếng Việt là gì, barbaric là mọi rợ phải không anh, hay là tôi đủ dùng đúng không, hay là cái là không phải con người đấy, cái mọi rợ hay... mọi rợ là gì, hành vi nó rất là bẩn thỉu, tức là súc vật, okay. Tức là anh không phải con người, tức là súc vật ấy.
súc vật, đúng vậy. Anh họ coi những người này là súc vật thì đúng hơn, không có coi họ không có gọi là cái cách suy nghĩ không có cái sensitive cái gì gọi là không không có cái cảm giác hay là có bản chất con người như họ. Thành ra tôi thương anh, tôi thấy như vậy tôi không thể làm lơ được anh, tôi phải bảo vệ những người quốc nội. Tôi xin hứa với những người quốc nội như và hải ngoại những gì tôi bố tôi đã làm, đó là cho đến hơi thở cuối cùng nhưng bố tôi đã bảo vệ. Bố tôi đâu phải chết là vì gia đình tôi, khi bố tôi mà nằm xuống đó là đại gia đình tôi bị chết, họ giết nguyên đại gia đình tôi mà đâu phải 10 người con và một bà cụ cũng chết theo. Thành ra tôi sẽ đến hơi thở cuối cùng tôi sẽ bảo vệ những người quốc nội. Những người hải ngoại thì có phương tiện thấy, họ thấy cái điều kiện đó. Thành ra tôi thương có một lần người nào mà họ viết cái email tôi nói các anh nên nhờ tôi không cho phép các ai mà khai thác những người quốc nội. Tôi thương những người quốc nội là cái đó. Có thể nhưng mà tôi hy vọng thôi, chỉ cũng không dám đòi hỏi gì cả. Những người quốc nội không có quay lưng và thôi. Đó chỉ cái hy vọng thôi. Và tôi cũng tôi nghĩ đó, theo tôi nghĩ thì 10 người thì 11 người đã ủng hộ rồi. Thế nên tôi nghĩ chuyện đó có thể không có. Dạ vâng, như anh chia sẻ thì Sẵn đây tôi trả lời, tôi lúc này tôi nói chưa chuyện tôi có này. Thành ra đây là đối với tôi là cái đại cục chung, cái tài chính là cái mà thành phần tôi cần giúp đỡ nhất. Và sẵn đây tôi cũng và lời tôi xin lỗi những người mà ủng hộ tôi đưa tiền bạc qua một cái nhân vật khác tôi không muốn đề cập tới. Tại vì tôi nghĩ là quá khứ chúng ta cho nên đi cái đại cục trước mặt chúng ta cũng phải làm việc. Tôi xin lỗi vì tôi mà các anh bị lừa gạt và tôi cũng xin lỗi anh Bảo Trâm. Tôi hy vọng anh và những người đó thông cảm và bỏ qua và tha lỗi cho tôi. dạ vâng thưa anh, trong chuyện này thì anh không có lỗi gì hết, và thực sự anh là người rất cần phải được mà bà con trong nước là yểm trợ. Thế thì qua cái nội dung anh Thanh Tú vừa chia sẻ vừa rồi thì thưa quý khán thính giả của Việt Vision, chúng ta cũng thấy rõ là anh Thanh Tú cứ nêu rõ là cái khó khăn và anh phải đối diện trong cái việc mà kết liễu cái băng đảng Việt Tân, đúng không ạ, là khó khăn về tài chính, cần một cái nước tài chính khá lớn. Thế thì như chia sẻ với tôi ở bên ngoài cái cuộc phỏng vấn này, cũng như là ở trên anh có nói là có khả năng anh Thanh Tú sẽ về Việt Nam mở một cái tài khoản trong nhà băng để những người Việt ở quốc nội ủng hộ anh trong việc tìm công lý cho cha có thể đóng góp vào quỹ đó, đúng không anh? Đúng vậy. Nhiều người đã liên lạc tôi thấy tội, họ cứ hỏi anh Tú chừng nào mà tôi bận rộn quá, tôi nói để tôi ráng tôi tìm cách tôi mở rồi tôi cái tài khoản đó rồi tôi có thể tôi cho ra cái thông cáo đó. Là ngày nay cái video thì đã đi nhiều rồi, nhiều người theo dõi. Ở sáng đây tôi nhờ anh Bảo Trâm vào những người trong nước luôn. Khi mà anh vào có nhiều người tìm tôi đó, bố tôi là Đạm Phong chứ không phải là Đàm nhé, không có dấu huyền, Đạm là dấu nặng, Đạm Phong Nguyễn ở trong cái gọi là cái Facebook. Và anh vào trong đó, mỗi khi mà anh thấy cái video những việc tôi đừng có chẳng những like mà share. Là tại sao? Là tại vì anh nên nhớ bên hải ngoại đó, những cái lá cải họ ráng tìm đủ thứ cách để khống chế cái tiếng nói đi anh. Là tại vì tiếng nói là tiếng nói sự thật, cái sự thật cần phải phổ biến và phổ biến mạnh. Và sẵn đây tôi nói với anh luôn, nếu ai có xin anh cái clip này cũng nên share cho họ anh. Tại vì tôi nghĩ sự thật không cần bản quyền anh. Tại vì nếu anh bản quyền sự thật ở đâu còn sự thật nữa. Và cái thứ hai nữa đây là đại cục của chung, càng nhiều người biết tới càng tốt anh ạ. Còn cái tôi có cái blog cũng Đạm Phong Đạm Nguyễn, còn liên lạc tôi rất là dễ, cũng Đạm Phong @hotmail.com, tên bố tôi hết cả. Rồi tôi có luôn mấy cái video anh vô trong anh có thể đăng ký, gọi là Subscribe, channel đăng ký kênh, channel là cái đăng ký kênh, kênh. Đăng ký không anh? đó, Ký tên à, đăng đăng ký, ký Subscribe, dạ 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 subscribe đúng rồi. vâng, nhân đây cũng tiếp lời anh Thanh Tú, tất cả những video của Việt Vision thì các kênh gọi là kênh cứ tạm gọi anh ở người trong nước quen gọi là kênh yêu nước ấy, chống phản động á, có quyền đăng lại ghi nguồn. Còn các kênh mà phản động và chống cộng cực đoan
ở hải ngoại thì VietVision không cho sử dụng. Còn tất cả các kênh ở trong nước hay nước ngoài mà ủng hộ nhà nước Việt Nam thì VietVision đều cho sử dụng thoải mái. Vâng ạ. Vâng. Đều cho sử dụng free hết anh. Vâng. Như vậy là chốt lại là anh Thanh Tú thì đang gặp khó khăn trong cái vấn đề tài chính để trên cái con đường tìm công lý cho cha anh, thì cần một lượng tài chính khá lớn và anh cần sự yểm trợ của bà con trong nước và hải ngoại. Thì cái việc mà mở một cái ngân quỹ đó, một cái tài khoản nhà băng thì anh Thanh Tú sẽ nghiên cứu và triển khai trong thời gian tới, đúng không ạ? Khi mà anh tìm được một cái anh bảo Trâm ơi, tôi muốn chia sẻ với anh, tôi muốn nói vài lời. Những người nào có khả năng nên giúp tôi một tay. Khi mà tôi nói giúp tay đó là những người nghèo đấy, tôi thương họ thì đừng nên giúp, tại vì có những người họ nghèo đó, họ liên lạc tôi mà tôi cảm động quá, tôi không biết nói làm sao. Họ nói anh Tú tôi bán, nhưng mà tôi coi được video của anh tôi rất xúc động, tôi muốn chia sẻ với anh. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi thường xuyên phải ngắt quãng vì những cái cảm xúc của anh Thanh Tú khi mỗi khi nhắc đến người cha thân yêu của mình. Mấy chục năm nay họ, nhưng mà họ anh Tú không quên à, anh, cái này là cái sự gọi là oan ức nên khó. Không khi nào mà tôi không nhắc tới bố tôi mà tôi không xúc động được. Thì có nhiều người, tôi nói như người họ cũng như bán vé, họ gọi tới, họ tìm cách, họ muốn cho tôi xúc động, tôi không giận được. Tôi thấy hiểu mấy người tôi thương. Có lẽ tôi phải giúp anh chị, cho anh chị phải giúp tôi. Cho nên những chính người nào khá thì giúp được, giúp, còn không thì thôi. Nhưng mà tôi nói anh tưởng tượng nước Việt Nam mình có bao nhiêu người, 90 triệu hay là 100 triệu? 94 triệu ạ. 94. Vâng, 94 triệu. 90 triệu. Vâng. Mà anh tưởng tượng mỗi người chỉ cần, không phải là 90 triệu phải cho hết, mà chỉ mỗi người một đô thôi. Anh biết sức mạnh chúng tôi rất là, sức mạnh chúng ta rất là mạnh. Cái gì Việt Nam người ta có câu gì? Thì mà ba một cây nằm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hoặc một câu tương tự là gì? Góp gió thành bão. Góp gió thành bão. Câu rất hay anh. Góp gió thành bão. Tôi sẽ hy sinh cái mạng sống, tôi sẵn sàng cái chuyện đó. Tôi biết cái số phận tôi đã đánh, ngày nay đã nằm trong tay băng đảng Việt Tân rồi. Thế là lúc mà mỗi lần tôi về Việt Nam thôi, rất tôi về với con thôi, và con thì đã rất là gọi là đi liều lĩnh thì đúng ha, nó nguy hiểm. Không phải như ngày xưa tôi về Việt Nam thoải mái, tôi muốn đi đâu đi. Thì tôi đi mỗi lần anh đi, anh thấy cái người mà cái anh chàng mà trên cái vai tôi có cái ba lô màu nâu là tôi đấy. Tôi đi họ nhìn người ta hỏi anh Tú trong cái ba lô anh có cái gì. Ngày xưa tôi xuống Hoa Thịnh Đốn thì có cái chị biết tôi sắp tới tầm 1-2 thì phải đón tôi bằng được. Tại tôi thích đi bộ cơ. Thì chị nói anh Tú anh để tôi đón. Thì tôi lúc đó tôi nói thôi tôi đi bộ được rồi. Nhưng cô ta tới đón tôi, cô cho cô ổi mì thịt và cái ly cà phê, tại vì cô biết là tôi sẽ đi bộ làm việc của Quốc hội nên ngồi gặp chỗ nào tôi ngồi xuống tôi ăn. Rồi cái ba lô trong đó, nhiều người hỏi anh Tú trong cái ba lô ở chứa cái đồ ăn, đồ ăn và nước uống vậy thôi. Theo tôi được biết thì đã có rất nhiều tổ chức quốc tế được thành lập để bảo vệ ký giả và bảo vệ nhân quyền. Những tổ chức này liên tục tìm cách can thiệp vào nội tình ở Việt Nam. Thì nhiều người Việt trong và ngoài nước cũng khẳng định rằng họ là các chiến sĩ bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Trong hành trình đi tìm công lý cho bố, anh đã bao giờ tìm sự hỗ trợ của các tổ chức này chưa ạ? Không, họ tìm tới tôi thì nhiều lắm. Một trong cái tổ chức đó là CPJ, tôi không biết anh biết không. CPJ là cái tổ chức mà lớn nhất và rất là có quyền ở Mỹ. Tôi có nói chuyện với họ và họ luôn luôn họ nói với tôi chúng tôi xin hứa với anh Tú
chúng tôi luôn luôn đứng sau lưng anh. Mà thực tế là như vậy, những gì tôi cần tôi chỉ bắt điện thoại tôi gọi là làm được và ủng hộ. Tại anh mà được CPJ ủng hộ là cái như là mọi việc anh làm đạt được hết. Họ ủng hộ tôi không phải mới đây, từ lúc mà bố tôi nằm xuống đến ngày nay. Tôi nhớ một cái câu mà cú điện thoại tôi nhận được, cái cô của CPJ, cô nói tôi cái câu này. Cô nói tiếng Anh, cô nói là those bastards they kill your father. Có nghĩa là tôi dịch ra, tôi xin lỗi trước nhé, cái từ ngữ tôi dùng nó hơi nặng, là cái đồ khốn nạn đó là những cái người mà giết bố. Tôi dịch có thể đúng. Cái lũ khốn nạn đó, là cái lũ mà giết bố anh đấy. Mà cô ta nói cô ta rất là tức, tại vì họ đồng nghiệp bên bên nhau với anh, bên với nhau đó. Những người họ tới với bố tôi, những người da trắng như là nhà báo AC Thompson hoặc là Richard Rowley, họ tới thì cái tôi ngạc nhiên, họ gọi tôi bố tôi là thầy, là tại vì họ rất là khâm phục là bố tôi biết sẽ bị chết mà không phải ngồi đó mà tiếp tục vẫn tiếp tục điều tra. Nhưng là thành ra họ khâm phục, họ gọi bố tôi là người thầy. Tức là cũng có cái tổ chức gọi là tổ chức bảo vệ ký giả Đúng vậy, đúng vậy. CPJ trụ sở tại Hoa Kỳ đấy. Vâng, cũng Đúng vậy. có liên lạc đến với anh. Vâng, thưa anh Thanh Tú, cho đến hôm nay thì anh đã tiến khá xa trong cái việc đi tìm công lý thông qua tòa án dù phải đi đường vòng. Xin anh chia sẻ những kinh nghiệm của anh trong việc dùng luật pháp để đi tìm công lý ạ. Tôi thấy Việt Tân rất là sợ sự thật và là luật pháp, tại vì tôi khi mà tôi đưa họ vào cái đường đó, tôi thấy họ run. Cái mục tiêu của họ là, anh nên nhớ họ kiện tôi về cái gọi là tím danh hay là tiếp danh động, rồi họ bảo là tôi lấy cái nhãn hiệu của họ dùng như vậy. Nhưng khi ra tòa đó, họ tìm đủ thứ cách để bãi nại với tôi về đình công. Tôi ngạc nhiên là tại sao anh kiện tôi ra tòa mà anh không muốn ra tòa. Anh tìm đủ thứ cách để anh chẳng những là đổi tên nữa, từ Việt Tân tới Tân Việt tới Việt mới. Việt mới Việt cũ gì tôi đã hỏi nói họ, tôi không Việt mới Việt cũ gì đã trễ rồi, tôi đã ghim cái đầu bà tuột các anh rồi, không có đi đâu chạy đâu được hết. Tôi học được rất là nhiều từ những cái lời khai mà họ khai. Anh nên nhớ họ quen gọi là cái thói quen mà lươn lẹo để lừa gạt cộng đồng Việt Nam và hải ngoại mấy chục năm nay. Nghĩa là tôi cho cái clip vừa rồi đó về cái chuyện mà tôi nói là tư cách pháp nhân với lại không tư cách pháp nhân nữa. Tôi đưa ông Đỗ Hoàng Điềm đó, ông nói ở ngoài quần chúng thì ông nói như vậy nhưng mà vào tòa thì ông nói khác đó. Thì tôi đưa ra chứng minh, những cái chứng minh đó cho thấy tôi học được rất nhiều. Anh khi mà anh lôi họ ra tòa đó, những lời họ nói, tại sao ra tòa quan trọng, là tại những lời họ nói, những lời anh và tôi nói là những lời chính thức, anh không chối được nữa, là nó có giấy tờ trong tòa hết rồi. Anh không nói là không đổi ý kiến nó. À không, anh Bảo Trâm nói như vậy, ông Tú nói như vậy, rồi bữa đó họ đổi ý kiến, không, là những lời nói chính thức. Thành ra khi mà anh vào tòa với tôi đó, về chiến thuật đó, anh nên rời tòa càng sớm càng tốt. Còn tôi đó, tôi muốn kéo anh lại để anh ở trong tòa càng lâu càng tốt cho tôi. Thế nên tôi không không định tôi không bãi không đồng đồng lòng bãi nại hay là đình công gì cả. Vâng, anh dùng cái từ lươn lẹo là rất chính xác. Hoặc có một từ tương tự lươn lẹo, ta từ xảo ngôn. Xảo ngôn à, tôi thấy họ rất là kinh nghiệm về xảo quyệt ấy. Xảo quyệt là xảo quyệt gì đó, rất là kinh nghiệm. Nhưng mà cái xã hội của họ lời về cái tội, cái tội phạm của họ. Nhưng mà đối với tôi áp dụng cái đó về, tôi áp dụng về cái phương pháp học thức mà về luật đó, thì anh chết với tôi hết. Anh có thể lươn lẹo cái đó với quần chúng được, nhưng mà anh ra tòa là chết, anh chết. Cũng như vừa rồi tôi nói anh cái ví dụ này, họ ra cái thông cáo họ nói ông Tú thua, không có tòa, chạy trốn rồi không có mặt ở tòa. Tôi không biết anh có coi cái clip ấy. Tôi ngạc nhiên, tôi để cho họ nói rồi đó. Mấy cái này lươn lẹo mà láo quét, mà nghĩa là không biết, không biết mà quê mặt gì cả. Tôi để cho họ nói thông cáo xong xuôi, tôi nói tôi có bằng chứng đây, bằng chứng rõ ràng là canh rút đơn, canh rút lui, thì tôi không cần phải có mặt nữa.
À, rút lui là anh thua thôi, tôi cần chi phải có mặt. Là tại sao rút lui cái bữa đó? Là tại vì anh biết, ông tòa án đã cho các anh biết trước, các anh không có căn cứ gì đòi hỏi tôi phải buộc ông Tú phải làm những việc này. Có nghĩa là cái gọi là cái lệnh hồ sơ của anh, các anh sẽ thua. Cho nên các anh rút đơn. Tại sao họ rút đơn? Họ giấu đó anh. Họ không rút đơn mà thường thường anh phải điền cho anh ra anh rút đơn. Cái này họ ra họ nói xong họ đi liền. Nhưng mà họ tưởng là tôi không biết cái chuyện, tôi lấy cái gọi là cái biên bản của cái người mà gọi là court report đó, cái cô đó tôi đứng ngồi cô đánh như vậy này. Tôi lấy liền người ta khác, rồi cho nó. Tại vì anh nên nhớ là mấy chục năm nay họ quen cái thói lương lẹo mà lừa gạt cộng đồng, không ai dám lên tiếng hoặc đặt câu hỏi với họ. Nhưng mà tôi là đối thủ khác. Anh lương lẹo, tôi cho quyền anh lương lẹo. Tôi sẽ tại vì cái lương lẹo anh nó là cái thế của tôi sẽ dùng cái đó là cái thế của tôi. Còn cộng đồng im hết, anh thấy như là những cái tờ báo SPT họ ra họ đăng không thể không 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 điều tra không gì cả, họ nói đúng rồi. Nhưng mà tôi nói là người ta hỏi tôi tại sao anh Tú không lên tiếng, tôi nói không, tôi muốn anh tiếp tục làm trò hề cho thiên hạ để tôi coi. Tôi đã đọc được cái đó thấy vui, nhưng mà một phần người mà ủng hộ tôi, những người trong quốc nội họ lo, họ nói tại anh Tú thua, nó nếu mà có thua đi cũng được, là cái hay là cái chiến thuật thua là tại sao. Sau khi tôi lấy cái tên của anh bây giờ vào tòa, tôi muốn trả lại anh. Nhưng mà lúc mà trước khi ra tòa họ đã liên lạc luật sư nói anh Tú phải trả lại. Tôi nói không, tôi trả lại với điều kiện anh Bảo Trâm phải tự kiện tôi ra tòa, rồi ra tòa tôi trả lại là tại sao. Tại vì ra tòa tôi buộc anh phải chứng minh anh là Việt Tân. Khi mà anh chứng minh anh Việt Tân có nghĩa là tôi chính chính thức hóa anh rồi, anh không chạy được nữa. Ngày xưa anh trốn ở Vâng. Nam Á anh chạy trốn rồi. Còn khi mà ra tòa anh là người rồi. À, anh nói là thưa ông, tôi là Bảo Trâm, tôi là Việt Tân, chẳng những tôi là đảng viên Việt Tân mà trong mấy cái buổi kia có ông A, ông B, ông C là đảng viên Việt Tân ấy. Là ông tự khai cái lời tôi gọi là lời khai tử, ông tự tự sát rồi. Tôi cảm ơn anh sống. Sau khi cái đó thì tôi trả tên là lại. Là tại sao? Là vì tôi muốn anh là Việt Tân, tôi là tôi. Chứ mà tôi thắng tôi là Việt Tân thì không lẽ tôi kiện tôi à? Đâu có được. Đó là chiến thuật rồi thôi, cho nên tôi rất mừng khi họ ra tòa. Vâng, nhân đây thì xin Bảo Trâm xin nhắc lại cái sự việc của nhà báo ký giả Đặng Phong. Tức là nhà báo Đặng Phong tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Phong, thì vào một cái buổi sáng thì cuộc đời của cái ký giả Đặng Phong đã bị kết thúc bởi cái nhóm sát thủ K9 của Việt Tân ở ngay tại trước cửa nhà 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 ông với 7 phát đạn găm trên người. Thực sự là những cái kỷ niệm về người cha ra đi từ cái hồi nhỏ của anh Thanh Tú khiến cá nhân Bảo Trâm và rất nhiều bà con trong nước không khỏi xúc động, đặc biệt là xúc động với tình cảm của một người con hiếu thảo dành cho người cha đã mất của mình. Và trước khi kết thúc cái buổi trò chuyện này thì xin hỏi anh Tú một câu hỏi cuối cùng là động lực nào thôi thúc anh quyết tâm điều tra cái vụ án này trong khi cái bọn mà côn đồ băng đảng Việt Tân vẫn đang hàng ngày hàng giờ hiện hữu trong cộng đồng đe dọa thao túng cộng đồng người Việt ạ? Vâng, thưa các bạn, thì cái cuộc trao đổi của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi những cái tình cảm nó gây xúc động mạnh cho anh Tú. Chúng tôi rất là cảm thông với anh, rất hiểu và cảm thông với anh Tú. Cái động cơ đó là bố tôi. Cái động cơ là bố tôi. Anh biết là con gái tôi có cái bộ phận phải bảo vệ bố tôi. Tôi bảo vệ không được. Tôi để bố tôi chết. Tôi sống.
đêm tôi cứ suy nghĩ cái đó thôi. Tôi thấy còn một người con bất hiếu. Tôi bảo vệ bố tôi không được. Họ đông quá tôi không làm gì cả. Vâng, một lần nữa thay mặt cho người làm chương trình Việt Vision xin được một thể hiện sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với anh Nguyễn Thanh Tú. Nhân đây Bảo Trâm xin thông báo thông tin lại cho bà con khán giả được rõ hơn. Thưa ông ký giả Lạm Phong, trước đây từng làm việc cho tờ báo Tự Do, và Hoàng Cơ Minh tức là thủ lĩnh của mặt trận của dân ấy thì nhiều lần mời ông đến dự họp để đưa tin về tổ chức ma này, vì họ biết ông Đạm Phong là một cái bút có tiếng, một cái bút chủ lực của cái tờ báo Tự Do. Thì trong các buổi họp mà báo thì ông Đạm Phong nhận ra cái sự mờ ám của Việt Tân khi đi gây quỹ từ thiện từ bà con mà không có sổ sách chứng từ kế toán và các cái khoản chi không có hóa đơn xác nhận. Hơn nữa mà khi tình cờ gặp mà nói chuyện với một cậu thanh niên trẻ đang định đặt bom bom xăng ấy, đốt một cái nhà hàng người Việt ở California, thì ông ký giả Đạm Phong đã khuyên cái cậu thanh niên này là đừng có làm chuyện đó đấy, và đồng hương mà người Việt cả, cháu đừng đốt. Vậy tóm lại là những cái việc của ông của ký giả Đạm Phong thực sự là một nhà báo rất trung thực, và vì cái sự trung thực đó mà ông đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cá nhân Bảo Trâm và anh em ở Việt Vision thì theo dõi cái vụ kiện của anh Thanh Tú và cái băng đảng Việt Tân này rất lâu rồi. Ở trên sóng Việt Vision thì có khoảng 5 bài về băng đảng này. Không biết anh Tú đã theo dõi chưa, nhưng mà hôm nay rất là cơ duyên và may mắn được trò chuyện của anh Thanh Tú, mà chúng tôi rất là cảm nhận được sự tình cảm sâu xa của anh dành cho người cha của mình. Anh biết ở đời đó, tôi học cái đường đời. Tôi thấy bố tôi dạy tôi những cái mà sách vở không có. Tôi chia sẻ với mấy người ở trong quốc nội. Ngày xưa còn con nít, tôi nghịch lắm không? Tôi phá lắm. Lúc mà tôi đi làm báo buổi tối về, lúc đó cũng... Anh biết cái tuổi đang lớn, đó buồn lắm. Mấy tiếng, 8-9 tiếng không có ăn uống gì cả. Hai bố con nghèo mà. Thì tôi vào cái nhà hàng. Trong nhà hàng đó thì có băng đại Việt Tân nhiều. Lúc đó tôi cũng không để ý nữa. Họ mời ăn uống, đồ ăn ngon. Thì tôi đói, đói thì tôi thấy tôi vào tôi ăn, bố tôi chặn tôi lại liền. Họ mời vào chụp hình thì bố tôi chặn tôi lại. Bố tôi nói, Tú sao con ngu mà ngu lâu quá vậy. Thì tôi bảo, bố người ta mới mời mình ăn. Mấy cái người mà mời ăn mới là mấy người ngu. Tại vì họ mời con ăn, con không trả tiền. Thì con làm sao mà con ngu được. Thì bố tôi mới bảo là không, họ muốn dùng bố, muốn qua con để tới để bố, con không có chụp hình với họ nhé. Tôi hỏi tại sao tôi chụp hình ăn miễn phí mà bố là sao không chụp hình, chụp hình đâu tốn gì đâu. Thì bố tôi nói là không, nếu mà con đứng với họ có nghĩa là bố chấp nhận những cái việc họ làm, và cái thứ nhất là họ là cái đề tài của bố, thành ra phải phải cái gọi là tạo cái ngộ nhận xa, cách xa, không được tới gần. Mà lúc đó anh bảo trong tôi đau bụng lắm. Mà mỗi lần mà người ta mời thì bố tôi nói cháu nó no rồi nó không nói. Tôi nhìn bố tôi nói không, con chết đói chứ không có no bố. Tôi nhớ lúc mà tôi đói quá đó, thì cái ông chủ không có mang đồ ăn ra, ông là bạn của bố tôi, cái khay là ông nói mời gia đình Tú, thì Tú cháu cứ ngồi ăn, ông hiểu. Thì bố tôi không cho, bố tôi nói không thôi được rồi anh, bố con tôi về nhà, vợ tôi đang làm bữa cơm đợi. Nhưng mà lúc đó bố tôi biết tôi đói bụng thì ở trong túi móc ra mấy cắt. Mấy cắt thì đâu có mua được gì. Thì tôi chỉ xin cái bát cơm với lại cái canh nhưng mà không được cái. Tại vì nếu mà có cái thì bố tôi mắng thôi. Thế nên là tôi chỉ xin cái canh hay cái nước ấy. Cái căn tôi nhớ tôi bố thôi. Vâng, sự xúc động của anh Tú là rất là lớn. Việc Việt Tân lừa gạt cộng đồng trong suốt hơn 30 năm qua, lừa gạt lấy của chung để làm của riêng với một số tiền rất lớn mà không ai đứng lên, không ai dám nói sự thật. Và chỉ từ khi có anh Thanh Tú đã tra quá cố của mình, làm trong sạch cái cộng đồng người Việt, và tội phạm thì phải được ngăn chặn.
tội ác phải bị trừng trị và cách nghiêm minh. Anh Thanh Tú cùng các cái cộng sự và các cái người bạn của mình, đa phần là luật sư có uy tín tại Mỹ, đã hoàn chỉnh hồ sơ và tài liệu để tiến hành khởi kiện Việt Tân để đòi lại công bằng cho gia đình anh và bà con người Việt. Và tòa án tại bang Texas sẽ phải nghiêm túc thụ lý và xét xử vụ án theo đúng trình tự thủ tục tố tụng, vấn đề chỉ còn lại thời gian. Đúng rồi. Và giờ đây thì quả thực tôi và đông đảo bà con ở trong nước thì và cả người Việt, người Mỹ gốc Việt yêu chuộng hòa bình vẫn đang mong ngóng công lý cho cuộc nền dân chủ Mỹ sẽ sớm được thực thi. Thủ phạm sát hại các nhà báo gốc Việt, trong đó có nhà báo Nguyễn Đạo Phong, người cha đáng kính của anh Thanh Tú, sẽ bị xử lý thích đáng, đúng người đúng tội. Và dư luận đã và đang ủng hộ anh Thanh Tú tiếp tục hành trình đi tìm sự thật và đấu tranh đòi công lý cho người cha của mình đã bị Việt Tân sát hại một cách hèn hạ bởi 7 viên đạn chì trước vào một buổi sáng trước cửa nhà anh, để trả lại sự yên bình cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Dẫu biết rằng hành trình này thì rất còn nhiều khó khăn và nguy hiểm, và chúng tôi, những người làm chương trình Việt Vision, một lần nữa xin chúc anh được sức khỏe, bình an và giành một chiến thắng vang dội cuối cùng. Vâng. Anh Bảo Trâm ơi, anh cho tôi và lời tôi cảm ơn các thính giả và những người trong quốc nội, và tôi xin lỗi nhé, tại vì mỗi lần nói chuyện về bố tôi rất là xúc động. Vâng, chính vì sự xúc động khi mỗi khi nhắc đến người cha đã có cố của mình, của anh Thanh Tú, khiến cho cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thường xuyên phải ngắt quãng, và chúng tôi rất là hiểu tâm tư, tình cảm và thực sự cảm thông chia sẻ với cả cái tấm lòng của người con hiếu thảo. Có lẽ là cuộc trò chuyện của chúng ta xin tạm dừng đây, và hy vọng Bảo Trâm, hy vọng là sẽ có nhiều cuộc Verizon sẽ trao đổi cùng anh Thanh Tú và đồng hành cùng anh trên cái con đường mà đi đòi lại công lý cho người cha của mình.